Fresh, tốt khỏe mượt tự nhiên từ chiết xuất thiên nhiên. Đưa người qua cuộc bể dâu, đưa người qua khúc sống sâu lụy đời. Từ đại quang tiếng đàn cò, hương đồng có nổi dòng hoa bay xa. Đàn kìm ông khải tôi ca, nước xa nhớ nước, nguồn xa nhớ nguồn. Của chương trình Học Viện Đại Lương. Xin cảm ơn nhà tài trợ Fresh, tóc khỏe mượt tự nhiên từ chiết xuất thiên nhiên, nhà tài trợ bạc Dragon Capital và đơn vị đồng hành VN và Vietlott. Với những cái buổi đồng hành cùng với lại các thí sinh của Học Viện Cải Lương thì lúc nào nó cũng là một cái bầu không khí rất là tích cực và vui như thế đó quý vị ạ. À, kể cả những cái buổi đồng hành đó với nhiều chủ đề khác nhau, để mà thông qua đó chúng ta có thể làm quen với các bạn thí sinh trong cái cuộc sống hàng ngày, trong những cái buổi học của Học Viện Cải Lương. Và bên cạnh đó nữa thì quý vị cũng dành thêm tình cảm cho các thí sinh khi họ trình diễn trong chương trình Học Viện Cải Lương nữa quý vị nha. Biết được tâm tư tình cảm của các bạn, cũng như là muốn một phần nào đó trong những cái buổi thi có thể là nó cũng sẽ có những cái căng thẳng nhất định, thì chúng ta sẽ có những cái buổi chia sẻ về tâm lý. Cho nên chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói những cái câu chuyện về tâm lý, để mà có những cái chia sẻ, giải bày, phân tích về những cái dấu hiệu về tâm lý vân vân, để mình xem và mình có thể là đưa ra những cái suy nghĩ là à, mình có bị vướng mắc vào cái vấn đề tâm lý này hay không, hay là mình có phải rơi vào cái trạng thái như vậy hay không. Cho nên là chúng ta sẽ có một người được mời đến đây trẻ nha. Một cái người bạn trẻ mà sẽ có những cái câu chuyện, và bọn anh nghĩ rằng là ngày hôm nay sẽ giao cho Phúc cái trọng trách là mời bạn sẽ lít chặt cái buổi đồng hành này luôn. Đầu tiên thì em phải cảm ơn chị Bảo Anh về những cái lời khen mà nó khá là có cánh cho em. Và em xin chào tất cả mọi người, chào Học Viện Cải Lương. Rất là vui vì có cơ hội đồng hành với mọi người trong buổi chiều hôm nay. Mong là trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn thôi, nhưng mà chúng ta có thể tạo ra được rất nhiều những cái giá trị cho nhau. Một trong những cái định kiến trong nghề tâm lý là phải có thâm niên thì mới có thể, lời nói của mình mới có sức nặng được. Nhưng mà sau khi mà nghe anh Dũng chia sẻ về tinh thần của cuộc thi cũng như là những cái giá trị mà mình có thể mang lại cho cuộc thi, Phúc cảm thấy rất là tự tin. Phúc nghĩ là mình có thể tạo ra được một ít giá trị gì đó cho mọi người. Cái hoạt động đầu tiên mà chúng ta sẽ làm với nhau là gì? Em nghĩ là một cái hoạt động mà mình sẽ đi xuyên suốt từ đây đến cuối luôn sẽ là hoạt động kể câu chuyện của mình. Đó. Nếu mà thiên về câu chuyện cảm xúc thì chắc là lát nữa phải xin ban tổ chức một ít khăn giấy. Tại vì sẽ có khóc, sẽ có cười, sẽ có rất là nhiều những cái biểu cảm về cảm xúc khác nhau. Khi mà Phúc vừa nói về cái chuyện thì cứ nghe râm ran là các bạn nói bây giờ kể chuyện gì bây giờ, và cái cách kể chuyện như thế nào cũng là cả một vấn đề. Chắc là mình phải cần có người làm mẫu đúng không cả nhà? Để ngồi đây với hình hài một người nữ ở một cái độ tuổi của chị, và tất nhiên là cũng trải qua rất là nhiều cái cảm xúc tiêu cực. Nói gì nói, vui gì vui, thì với cái việc mà phải dừng, phải chia tay một người tình, một người yêu, bất kỳ một cái điều mình yêu thích cũng đau vui chứ. Nhưng mà những cái đau khổ dần dật đó phải trải qua rồi sau đó mình mới lấy được cảm giác cân bằng. Mình cũng có một khoảng thời gian thì mình nghĩ mình là gay, rồi sau đó là mình mới biết mình là người chuyển giới. Thì tình yêu nó còn đắm đuối, gian truân và áp lực nữa tụi em à. Có một người nói mà là đằng sau một nụ cười của một người á là chất chứa bao nhiêu lần tổn thương đã vượt qua rồi đấy. Vậy em cười nhiều có nghĩa là tổn thương nhiều hả? Tức nghĩa là ý ít nhất là trong cảm xúc dâng trào em vẫn có thể khóc. Còn như như tầm chị hay chị Bảo Anh thì đảm bảo ở cái đó, chỗ chị còn trẻ. Còn nói thiệt mọi người, không biết mọi người lóe lên một lần nào đó suy nghĩ phải chấm dứt cuộc sống này. Chị đã từng 4 lần chấm dứt cuộc sống. Ví dụ như ai đó mà chọn cái cách ra đi đó là thường sẽ phải viết một bức thư đúng không?
anh nói những điều mình giải bài, chị không thèm nói gì luôn, chị xóa sạch điện thoại, laptop hay là iPad, tức nghĩa là không một dữ liệu nào để lại là lý do vì sao chị ra đi. Và chị nốc một lần 102 viên thuốc ngủ. Chị nằm yên 4 ngày trong phòng, chị không ai biết. Sau 4 ngày đó là 2 tuần lễ liên tục vật vờ như một xác chết. Bây giờ ok, mình coi như là mình không thích cuộc sống này nữa, mình muốn dứt, nhưng mà giờ nó không dứt thì sao? Là phải sống tiếp. Và từ đó đó mình mới đi tìm được cái chìa khóa, đó là mình phải đối diện. Và hãy tin gì nè, thường thường tâm trong cái lúc mà mình buồn á, mình nghĩ là trên đời này mình buồn nhất và mình khổ nhất, không ai khổ hơn mình đâu. Đúng không? Mình bị cái tâm lý đó. Trên đời này dễ gì ai mà chịu qua được những đau khổ của tôi khổ nhất rồi. Nhưng không, mỗi lần mà mình thay đổi cái gì đó trên cơ thể, hoặc là mình thêm thắt một cái gì đó, hoặc là mình dating, mình hẹn hò với một người bạn mới, mình vẫn ngồi kể được với mẹ mình. Và cái đó là mình phải đấu tranh đó tụi em, mình phải phấn đấu. Ở cái thời điểm của những khi mà mình mới lớn, mình không nghĩ được sâu xa là mẹ mình sẽ đau khổ hay không đau khổ đâu, mình chỉ đang thỏa mãn cái mong muốn của mình thôi. Và tới bây giờ thì mình mới biết là nếu mình mất mẹ hoặc mẹ mất mình thì cái cảm giác đó nó đau tới giường nào. Mẹ em là một người rất là thương em, nhưng mà mẹ không bao giờ thể hiện ra hết á. Và khi mà đến lớp 3 là nhà em đã vỡ nợ rồi. Em thật sự là em rất là... Em mới có 8 tuổi thôi. Em còn trách người ta nữa là em nói là tại sao mấy đứa con nít khác nó không phải... Dạ em cảm ơn. Mấy đứa con nít khác nó không có phải chịu cái cảnh như em, trong khi gia đình em như vậy. Rồi sau những cái năm tháng mà vỡ nợ đó thì em luôn giấu mọi thứ vô trong lòng hết. Và có nhiều lúc á, em cũng rất là buồn. Và đến nỗi mà em ngồi một mình em cũng không có khóc được. Em chỉ biết giữ trong lòng thôi. Nhưng mà điều mà làm em cố gắng nhất là mẹ em. Bởi vì em nghĩ nếu mà một ngày mà không có mẹ em thì em cũng không biết như thế nào. Tầm 1-2 năm nay thì em có đi hát. Và cũng nhờ đi hát như vậy, và em đã có một số tiền để mà phụ mẹ em để trả nợ cho cái số nợ trước đó. Mẹ với em là nắm ruột của mẹ, và em với mẹ chỉ có một mạng thôi. Nên là sau những cái lần đó thì em luôn dưỡng trong đầu là chỉ có mẹ mới là cái nguồn động lực cho em để em cố gắng đến ngày hôm nay. Em rất là vui khi mà thấy là có những giọt nước mắt. Tại vì cái việc mà mình khóc hay cái việc mình dám kể ra câu chuyện của mình thì đó là chứng minh cho cái việc mình đang dũng cảm nhìn nhận cái vấn đề của mình, tôn trọng cảm xúc của mình và cho phép cảm xúc của mình được lên tiếng. Cái việc mà mình cho phép cảm xúc mình được lên tiếng thì nó rất là quan trọng. Vì cái việc dồn nén lâu ngày á, như là bạn có nói, thì nó sẽ gây ra rất rất nhiều những cái hậu quả. Thì mình buồn lúc nào mình xả lúc đó, mình có vấn đề gì thì mình có thể tìm một người để mình kể chuyện của mình ra, mình có thể thiền định. Nói chung là tất cả những cái vấn đề đau khổ trong cuộc sống thì ai mà chẳng gặp những vấn đề, đúng không? Ai mà không thất tình, ai mà không có vấn đề từ gia đình, từ công việc, em cũng có. Nhưng mà sau khi học tâm lý thì em biết ra được một điều là tại thời điểm nào mình phải giải quyết nó ở thời điểm đó, mình không nên lướt qua nó. Ví dụ như là mình có chuyện buồn với mẹ của mình chẳng hạn, thì mình ngồi xuống, giống như là chị đã khuyên mình ngồi xuống, mình năn nỉ ỉ ôi gì đó, mình nên giải quyết vấn đề đó, mình không nên skip qua. Cuộc sống có bao nhiêu đâu mà hững hờ, có thể mình skip qua không chỉ là vấn đề về tâm lý của mình mà còn là những cái vấn đề bị rạn nứt những cái mối quan hệ xung quanh mình nữa. Em là Tú Tri, là một học viên của Học viện Cải Lương. Thật ra nếu mà mọi người nhìn em chắc mọi người cũng nghĩ là em là một cô bé xuất thân từ gia cảnh khá khá không anh? Cũng ổn định một tiểu thư hả? Không phải đâu. Từ lúc nhỏ thì nhỏ xíu xíu là mẹ em đẩy một cái xe đồ mũ á, bán đồ mũ dưới quê á, đẩy em nằm ở trên võng trên xe á. Hồi nhỏ tới lớn rất là cực, cực tới bây giờ vẫn còn cực, mẹ mất hiếu á, em không lo được cái gì nhiều. Rồi tới lớn một chút á, lớp 6 thì gia đình em muốn cho em nghỉ học do quá nghèo. Lúc đó em mới không chịu, em ra em khóc với thầy với cô, tất cả mọi người, em khóc quá trời luôn. Xong mọi người thương á, mọi người cho em nè cặp sách giày dép, rồi còn cho đi thi á, đi thi ca lấy tiền đó để học. Xong rồi lên lớp 7 cái em được đi cả đám cưới á, người ta thấy thương người ta tặng tiền á. Cái từ đó cái xong có một ông bầu xô là ông kêu em đi hát đám cưới luôn. Là em đi hát đám cưới từ năm lớp 7 tới 12 em học.
Lớn lên thì em chỉ mong muốn là ba đứa em của em có đầy đủ tình thương và nó đầy đủ sự bao bọc của gia đình. Em không muốn nó như em. Và bây giờ em sẽ cố gắng hết sức làm sao mà có thể sống, mà làm sao mà cho ba đứa em của em nó có thể đầy đủ nhất. Nhưng mà lớn là nó phải tự cài tự bươn về cái cuộc sống nó mới giỏi được. Em sẽ cố gắng làm sao để tự lập như em, nhưng mà sẽ được tự lập trong vòng bảo bọc. Tất cả những cái gì mà mình trải qua ở trong quá khứ như là Phúc vừa mới chia sẻ thì nó sẽ hình thành nên con người ở thời điểm hiện tại của mình. Mình là một người nhìn nhận vấn đề như thế nào, mình là một người yếu đuối hay mình là một người mạnh mẽ, thì gia đình và tuổi thơ đóng một vai trò rất là quan trọng. Theo Phúc quan sát nha, thì tất cả những cái dồn nén trong quá khứ của Chi thì hiện tại đang tạo cho Chi một cái, phải nói là có một cái rối loạn nào đó trong tâm lý. Có thể là trầm cảm, có thể là hương trầm cảm, có thể là mọi người gặp là có những lúc Chi rất là vui, nhưng mà có những lúc thì Chi cũng rất là cảm xúc như này. Thì một cái lời khuyên mà Phúc dành cho Chi là mình nên có những cái can thiệp thật sự chuyên nghiệp trong cái vấn đề này. Nhưng mà khi mà một cái vấn đề nó đã quá lớn và nó đang ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống, đến sự hạnh phúc của mình, đến tinh thần của mình, thì mình bắt buộc phải gặp chuyên gia để mình có những cái can thiệp phù hợp nhất. Chứ không thể nào mà mình xem thường nó được. Tại vì Việt Nam hiện tại là đất nước đang phát triển, cho nên là chúng ta chưa có những cái, có những cái quan tâm thật sự về sức khỏe tinh thần của mình. Nhưng mà thật sự sức khỏe tinh thần nó là cái quan trọng nhất, nó là cái cốt yếu trong tất cả những cái hoạt động của mình luôn. Chị cũng muốn chia sẻ, tại vì đúng là Phúc có những cái góc nhìn dành cho Tri. Và ở đây thì tất cả chúng ta, các bạn đang làm trong công việc nghệ thuật hoặc là đang muốn bước vào cái con đường nghệ thuật, và kể cả sau này các bạn sẽ có những cái danh xưng như là những nghệ sĩ chẳng hạn, thật sự nếu bản thân của mình không thể tự cân bằng được, không được điều trị cái này sớm, các bạn rất khó đi lên những cái đỉnh cao. Các bạn có thể nhìn thấy những người thầy, người cô của mình rồi đó, họ cũng trải qua tương tự. Có thể là cái giai đoạn trước đây nó còn có nhiều khó khăn hơn thế, chỉ là họ có thể là chưa có cái dịp nào kể cho chúng ta, hoặc là trên thông tin đại chúng thì chúng ta chỉ biết phần nào. Nhưng chắc chắn câu chuyện nó cũng sẽ rất là nhiều những cái nước mắt và đau thương. Thế nhưng mà họ đã vượt qua và để cho mình ở cái trạng thái là cân bằng tốt nhất. Thì từ trên cái đà, khi mình đã nhận biết được bản thân mình đã điều trị được về vấn đề tâm lý của mình và mình cân bằng tốt nhất, thì từ cái đà đó trở đi, bạn sẽ tỏa sáng lúc nào bạn không hay. Ở đây chị thấy là khi mà Tri kể câu chuyện này thì có những bạn khác rất cảm xúc, và chị tin rằng là các bạn đó cũng có cái câu chuyện của riêng mình. Dạ thì em tên là Bảo Ngọc, em là học viên trong Học viện Cải Lương. Em đi làm nghệ thuật là em tối nào là em cũng gọi điện thoại cho bà ngoại, em hỏi thăm sức khỏe của bà ngoại. Nhưng mà đến khi mà gia đình em biết được là bà ngoại em có nhiều cái mà muốn giấu em lắm, là bà ngoại em đã từng muốn tự tử nhiều rồi chị. Riêng đối với em á, là bà ngoại em muốn cho em một cái điều tốt nhất để mà em có thể phát triển được cái bản thân của mình, là đối với em là bà ngoại luôn đặt mọi nhiều điều tích cực lên đối với em, không có muốn em bị tiêu cực nhiều. Tối cái hôm thứ bảy đó là mẹ em gọi điện thoại liền cho ba em, nói là bà ngoại đi rồi. Lúc đó là em nghe xong câu này, em mới nói là bây giờ mình về liền đi, mình về gấp liền trong đêm đi. Không biết là mình bà ngoại còn mở mắt ra để mà nhìn mình hay không. Lúc đó về là bà ngoại em không còn gặp bà ngoại em nữa, là bà ngoại em, người ta bỏ bà ngoại em ở trong quan tài, em không thể nào nhìn mặt bà ngoại em lần cuối. Mỗi lần mà ai mà ăn hiếp em là vậy, là em đều mét bà ngoại em vô cùng thương em luôn. Dạ, em có cái nhiều kỷ niệm về bà ngoại em lắm. Tại vì gia đình em là cũng có một phần cấm cản cho em không được vào nghệ thuật là mẹ em. Nhưng mà bà ngoại em nói là bây giờ con mày nói chọn thì cứ để cho con mày chọn đi, rồi tự tìm cách nó tự giải quyết. Khác với vấn đề của Chi thì vấn đề của bạn không phải là một tổn thương, mà nó sẽ là một cái hình ảnh rất là đẹp, một cái hình ảnh về bà rất là đẹp, và nó sẽ là một cái động lực và một nguồn cảm hứng để mà cho bạn có thể bước tiếp trên con đường nghệ thuật của mình. Và cái bài học mà mình cảm nhận được qua cái câu chuyện của Bảo Ngọc đó là đôi khi mình phải chấp nhận
một người nào đó mình đã yêu thương hay người ta đã yêu thương mình, họ sẽ không còn tồn tại bên cạnh mình nữa. Dạ. Cái chấp nhận đó nó cần một thời gian khá là lâu, lâu hơn cái thời gian mà mình được ở bên cạnh họ nữa. Khi mình chấp nhận rồi sau đó từ từ ha, theo thời gian thì nó sẽ là một cái gì đó mà chị nghĩ là Bảo Ngọc sẽ cảm thấy là mình vô cùng tự hào khi có một người bà như vậy. Chúng ta chỉ cần thời gian thôi đúng không? Dạ, người đúng ta rồi, thường nói là thời gian sẽ rồi. Đôi khi sẽ làm chữa lành tất cả. Dạ, xin chào anh chị, xin chào các bạn trong Học viện Cái Lương. Em tên là Lương Vĩ. Thì em nghe câu chuyện của các bạn thì em cũng rất đồng cảm. Tại vì em cũng có một câu chuyện, ta nói cũng cảm xúc lắm mà. Thôi. Tôi biết cảm xúc dữ chưa đây. Chuẩn bị lắm. Đó giờ đó là em không bao giờ mà em khóc. Em chỉ khóc về gia đình em thôi. Em nhớ bữa đó là ba gọi thì em nói là con có nấu ăn cho ba, có gì ba về ăn. Thì ba cười há hả, hai cha con gặp nhau cười há hả. Xong rồi 10 phút sau nghe ba em cấp cứu. Lúc đó em thấy cuộc sống vô thường quá. Mà em với ba là giống như nắm, ba tin con đi ba sống rồi. Là vô 2 ngày sau là ba em chết. Mà ba em chết thì cũng không có toàn vẹn nữa. Bác sĩ nói nếu mà cắt cái chân ba thì ba được 40% sống. Thì người con lúc nào cũng là thương ba mình. Thà ba sống con thấy mặt ba mà con sẵn sàng hy sinh hết. Bàn mổ thành công, cái sáng người ta gọi, ta nói là thôi người nhà chuẩn bị đi, ba chịu không nổi rồi. Mà cái cảm giác nằm vậy đó mà không được nguyên vẹn, em cũng buồn. Lúc đó em hụt hẫng, mà gia đình là ba trụ cột gia đình, nuôi nguyên gia đình luôn, từ nhỏ đến lớn luôn. Cuộc sống nếu mà em suy nghĩ tiêu cực như các bạn á thì là em không sống tới giờ được đâu. Nhưng mà em có một cái em rất mạnh mẽ luôn, chỉ có ba em là em khóc nhiều nhất luôn. Lúc đó em buồn lắm, em như hụt hẫng vậy. Nhưng mà em nhìn vô mẹ em thì em không bao giờ mà em tiêu cực được. Tại vì em mà tiêu cực là gia đình em sụp. Bởi vì trên con đường em đi á, lúc nào á dù dập hay gì em cũng sống tích cực hết. Nên là khuyên các bạn á, khi mà mình bị tiêu cực á, mình thôi thì cất vô. Đến một lúc nào đó nhớ đến thì nhớ đến, cũng là mình cất vô. Còn trong chuyện tình yêu á, khi mà mình đối diện người yêu mình á, tôn trọng người yêu là cái thứ nhất. Cái thứ hai là làm cho người ta thấy thoải mái nhất, mà tạo cho lòng tin cho người ta nhất. Cứ thoải mái đi. Cái gì của mình là của mình, không phải của mình là không bao giờ của mình. Ranh giới giữa tích cực và tiêu cực thì rất là mong manh. Những người mà có nền tảng hỗ trợ từ gia đình ít hay nhiều bước ra xã hội thì sẽ luôn có lợi thế hơn về công việc và về cái sự ổn định trong tâm lý của mình. Đối với mỗi người, đó là câu chuyện của họ và cái sức chịu đựng của mỗi người là, chịu đựng dạ đúng rồi, là khác nhau. Cho dù là câu chuyện đó mình cảm thấy là rất bình thường, nhưng mà mình vẫn phải nên tôn trọng câu chuyện của mỗi người. Mình phải tôn trọng cảm xúc và nỗi buồn của mỗi người. Hồi nãy bạn có nói một cái ý mà em rất là thích, đó chính là cái ý cất nỗi đau. Có nghĩa là mình không dẹp được, mình phải cất. Có nghĩa là mình tách biệt mình ra khỏi nỗi đau, ra khỏi những cái gì mà nó xảy ra trong cuộc sống của mình. Và rõ ràng là mình thấy được một con người tích cực ở Vĩ khi bạn kể một cái câu chuyện mà nó mang một cái màu sắc tích cực vô cùng. Thật ra qua các câu chuyện ở đây thì bọn anh thấy rằng là có một cái thông điệp rất lớn, đó là cái sự yêu thương nó có khả năng chữa lành vô cùng lớn. Tất cả câu chuyện nó sẽ liên quan đến tình yêu thương á. Về ba, về người yêu, về bà. Thì mình sống là để yêu thương nhau mà. Nên là mình đang trên cái con đường gọi là trao tình yêu cho mọi người, và mình nhận tình yêu từ mọi người. Và khi mà mình mất đi một cái tình yêu nào đó thì mình sẽ buồn, nhưng mà nó không có nghĩa là sẽ mất đi tất cả các tình yêu mà, đúng không mọi người? Fresh, tốt khỏe mượt tự nhiên từ chiết xuất thiên nhiên. Chào Hoàng Phúc, anh là Sang Simin. Chào chị Bảo Anh và tất cả các bạn học viên của Học viện Cải Lương. Theo anh thì con người chỉ có một lần sống thôi, tại vì sinh lão bệnh tử. Cho nên là chúng ta bây giờ thôi mình, nếu như mà buồn quá thì thôi mình bỏ nó qua bên. Khi nào mà kịch bản cần buồn thì mình buồn. Còn bây giờ mình chưa cần buồn thì mình tạm thời vui tí đi ha. Vậy thì trở lại với cái chủ đề là tâm lý hôm nay, thì anh cũng có một cái vấn đề cũng muốn nhờ Hoàng Phúc chia sẻ những cái kinh nghiệm của bản thân, cũng như là chị Bảo Anh có thể là chia sẻ giùm em. Khi mà thi rớt rồi cảm giác cũng rất là buồn, thì hoặc là những lúc đó mình biểu diễn không có thành công, mình cảm giác trong người mình nó có một cái gì đó mình rất là mắc cỡ. Thứ nhất là mình
đã làm phụ đi tấm lòng của thầy cô khi mà thầy cô đã rất là tận tình chỉ cho mình nhưng mà mình làm không có được. Rồi cái thứ hai nữa là mình mắc cỡ với bạn bè, những bạn khác làm được, tại sao mình lại dở như vậy, mình làm không được. Hoặc là những cái lúc mà mình lên trình diễn trên sân khấu, khán giả họ nhìn thấy mình, họ chê mình liền ngay lập tức. Như vậy có cái cách nào mà khi là một cái người gọi là đi theo cái con đường làm nghệ thuật, trở thành một cái nghệ sĩ trong tương lai, thì mình làm sao để mình vượt qua những cái vấn đề tâm lý nói trên? Chị nghĩ rằng là cái tâm lý của Sashimin chắc là các bạn ở đây cũng từng trải qua đúng không? Thật ra khi mà chúng ta dành hết tâm huyết để làm một cái điều gì đó mà nó không được giống như chúng ta mong muốn, thì nó quay lại cái câu chuyện là bất như ý giống như Hồng Phi. Chúng ta sẽ có cái cảm giác tâm lý, thứ nhất là bản thân mình sẽ tự trách móc mình là tại sao mình tệ như vậy. Thứ hai, chúng ta sẽ có tâm lý là trách móc người khác, là có nghĩa chúng ta nghĩ là ô, chúng ta giỏi mà tại sao không được đánh giá cao. Có hai tâm lý đó. Thế thì ở đây mình sẽ phân tích cả hai luôn. Ví dụ chúng ta tự trách mình ha, và chúng ta rơi vào cái vòng tròn tự trách mình là có. Chị mỗi lần đi dẫn một cái show nào về mà mình thấy là ồ, hình như mình nói cái câu đó ngày đó không hay, mình làm ở cái phần biểu diễn của mình chỗ này nó không đạt giống như là cái mình mong muốn ngay từ đầu khi mình suy nghĩ về show diễn, thì mình về mình ân hận cả một đêm. Nhưng mà đúng như là Phúc hay là Phi nói đó, là mình chấp nhận sự ân hận đó. Mình chấp nhận sự ân hận đó để mình nỗ lực hơn ở lần tiếp theo. Nhìn thấy được lỗi lầm có nghĩa rằng là mình sẽ có cơ hội tốt hơn vào lần sau, và tốt hơn nữa nếu như mình có gặp những cái lỗi. Nhưng nếu cùng một lỗi thì không được. Cùng một lỗi có nghĩa là mình cố chấp với cái điều mà mình không chịu học hỏi hoặc thay đổi nó đi. Đó, thì hãy chấp nhận mình rất tệ ở cái giai đoạn mình biểu diễn đó và mình rớt. Và mình tin chắc rằng là một cái cơ hội nào đó trong tương lai, có thể năm sau mình thi tiếp, năm sau rớt nữa hả? Năm nữa, thậm chí cả đời mình thi là cả đời mình rớt thì sao? Chẳng sao cả, vì mình còn rất nhiều những cách đi khác nhau. Em xin chào chị, chào anh Phúc và xin chào tất cả các bạn. Em là Biện Thuy và em cũng xin chia sẻ cái kinh nghiệm của bản thân em. Với em thì khi mà em thi bất cứ một chương trình nào, cái hồi hộp mà khi mà trước khi thi á, em luôn có. Nhưng mà quan trọng là cái tâm lý và cái suy nghĩ của mình, nó suy nghĩ cái gì, và mình có tự tạo áp lực cho bản thân mình hay không, mình có áp đặt cái gì quá mức cho bản thân mình hay không. Từ đó nó sẽ tạo ra một cái áp lực mà nó thành ra cái tâm lý của mình nó sẽ hồi hộp. Và với em thì tâm lý của em sẽ rất là thoải mái, nhưng mà dĩ nhiên là nó sẽ có run nha. Nhưng mà khi mà không hiểu sao khi em bước lên sân khấu là tất cả những thứ đó em quên hết, và giống như là em sẽ tập trung vào cái vai diễn và tiết mục của mình. Thật ra thì như thế này, nó là những cái rung cảm rất là tốt. Và khi mà em cảm thấy là em đứng trước một cái việc gì đó mà em cảm thấy em run, là em biết là nếu mà sau cái sự việc này mình sẽ trưởng thành hơn. Luôn luôn là như vậy. Sau những cái lần như vậy thì mình cảm thấy là mình trưởng thành và mình lớn hơn rất là nhiều. Cho nên là mình nên trân trọng những cái xúc cảm đó. Còn về cái phần là làm như thế nào để mà mình có thể khơi gợi lại những cái cảm xúc của mình khi mà mình hoạt động nghệ thuật, khi mình hoạt động bất kỳ trong cái lĩnh vực nào đó, thì mình sẽ nhận được thất bại, mình nhận được lời chơi, mình nhận được lời khen. Thì em nghĩ đó là những cái nguyên liệu rất là tốt để mà cho mình có thể xây dựng nên nội tâm phong phú của mình. Em thì không có hoạt động nghệ thuật nhiều như là mọi người, nhưng mà em sẽ thường cũng có những cái công việc của mình, và những công việc của mình thì mình cũng thất bại, mình cũng được người khác chê, người khác khen. Và giống như chị Bo Anh nói là mình phải nhìn nhận lại bản thân của mình. Nhưng mà em bổ sung thêm một ý là ngoài cái việc mình nhìn nhận lại bản thân của mình phải nhìn nhận vấn đề với đa chiều, đa góc nhìn khác nhau. Có nghĩa là bạn rớt cái cuộc thi này thì ok, bạn đủ năng lực, nhưng mà nó còn rất nhiều yếu tố khác. Ví dụ như là làm cho một công ty mà cùng năng lực với một đồng nghiệp, mà đồng nghiệp khác được thăng tiến hơn mình thì không, thì mình đâu thể nào so sánh cái năng lực không được. Nó còn rất nhiều yếu tố xung quanh, và trong cuộc sống thì không thể nào loại bỏ được những yếu tố xung quanh đó. Nên là mình phải chấp nhận những cái đó, mình phải nhìn nhận với góc nhìn đa chiều. Còn làm như thế nào để mà có lại được xúc cảm thì hiện tại thì em vẫn chưa bị mất xúc cảm. nhưng mà em nghĩ là mình nhận được một cái vai diễn buồn hay là như thế nào đó thì mình nghĩ đó là một cái thử thách. Và nếu mà mình chinh phục được cái thử thách đó thì mình sẽ vững vàng hơn, mình sẽ lớn mạnh hơn, và mình sẽ đạo mạo hơn, bình thường nữa. Cho nên là nếu mình gặp một cái vai diễn đó, mình cố gắng chinh phục nó, mình cố gắng hết sức để chinh phục nó, mình cảm thấy nó áp lực đối với mình, thì lúc đó em nghĩ là mình sẽ có xúc cảm trở lại. Thì chị cũng muốn nhân đây thì chia sẻ với các bạn một vài cái kỹ năng
chút xíu xì xiu mà chị hay dạy cho học viên của mình là những người mà chưa bao giờ họ đứng trước ống kính hay lên sân khấu. Họ có thể thuyết trình ở công ty giống như em nói khi đi làm, hoặc thậm chí họ lên trình diễn. Thì như thế này nhé, cái thứ nhất đó là trong nghề của mình nó có yếu tố là tâm linh. Tin hay không tin thì tùy. Nhưng cái tâm linh ở đây chị muốn nói rằng là phi tôn giáo luôn. Các bạn đạo Công giáo, các bạn đạo Phật, hay các bạn thờ ông bà, hay các bạn không có bất cứ một đạo nào mà các bạn có một cái niềm tin, thì trong cái công việc mình làm nghệ thuật mình phải có một cái niềm tin nhất định. Để làm gì? Các bạn biết thông thường con người ta rung á là khi và chỉ khi người ta cảm thấy người ta bị cô độc, bị lạc lõng, bị đứng một mình trước nỗi sợ. Dù bước lên sân khấu là một cái nỗi sợ, đứng trước máy quay là một nỗi sợ. Đối với mình nếu không phải đó là cái khóa mà gọi như là công việc quen thuộc của mình. Thế thì trước khi các bạn làm cái công việc là các bạn bước lên sân khấu để trình diễn hay trình diễn bất cứ một cái nơi nào, thì các bạn nên có cái suy nghĩ về tâm linh, một cái lời tự nói với bản thân mình. Tại vì con người ta chỉ khi nào mà rơi xuống tuyệt vọng hoặc sự cô đơn lạc lõng là khi người ta mất đi niềm tin. Các bạn có công nhận không? Thế thì cái mà mình hãy tự tạo cho mình một cái niềm tin là cái đầu tiên giúp cho bạn có được cái sức mạnh, thì mình đỡ rung hơn. Tại thường mình rung là mình yếu, mình mới rung, thì mình phải mạnh hơn. Đó là cái bước một để tạo nên sức mạnh. Thứ hai nữa đó là gì? Đó là mình rung khi mà chị y cái cơ thể của mình nè, máu huyết nè, oxy nó không được bơm lên não là mình sẽ bị rung. Thế thì lúc đó thì mình sẽ tập hít thở sâu. Cho nên cái bước chủ động và chuẩn bị là cái bước mà nó quan trọng cực kỳ, nó làm nên thành công của mình. Vì sao chị tích góp được điều này? Vì chị thất bại. Chị không thành công, chị thất bại, chị mới tìm ra được cái công thức cuối cùng. Mình thất bại vì chính bản thân mình không chịu làm cái điều đó từ sớm. Mình chỉ ước ao là nếu được quay trở lại, mình sẽ hiểu cái điều này từ sớm và mình sẽ làm nó. Trời ơi, lần đầu tiên tôi được vỗ tay. Em chào cả gia đình Học viện Cải Lương. Em là Melanie Trần. Em xin chia sẻ câu chuyện của mình với mục đích cảm ơn anh Dũng, vì anh là người tìm lại sự tự tin cho em khi đứng trên sân khấu. Thì câu chuyện của em là tháng 2 năm 2023, khán giả chửi rất là nhiều, chửi tới nỗi mà em bị ám ảnh luôn. Tại bình thường trước đó em rất là tự tin, người ta chửi tới nỗi mà em bước ra đường người ta biết em là ai luôn. Lúc đó em vẫn lấy tên là Mỹ Lệ, bước ra đường người ta gọi là Mỹ Lộn chứ không phải là Mỹ Lệ. Em bước vô cái quán hủ tiếu, thằng nhóc nhỏ nhỏ: "Cái chị lộn mèo hôm qua nè mẹ, hôm qua mẹ coi đó mẹ, cái chị này lộn mèo nè." Em nhục không biết lấy cái gì mà đội lên, nhục tới mức độ như vậy luôn. Từ đó em rất rất sợ đi thi những chương trình khác. Khi mà Học viện Cải Lương đăng lên là cái tin vậy đó, em không có thi. Anh Minh Minh Vương là bạn em có gọi là: "Thi nè không? Anh thi nè, thi không? Thi chung cho vui." Em bước vô em hát mà em lấm lét, em không dám hát á. Kiểu em ám ảnh với một cuộc thi tới mức độ như vậy luôn. Rồi thi tới những vòng sau, nghe tới cái từ nhào lộn á, em sợ tới em phát run. Tại vì mình mới bị một sự cố trong một cuộc thi quá là lớn đi, chửi tới nỗi mà phải sợ luôn đó. Nhưng mà tới đây thì khác. Anh Dũng kêu em làm gì được em làm đi, còn khuyến khích cái hành động đó nữa. Khuyến khích nó không những là nhào lộn mà còn làm những cái thứ mà khai thác em triệt để luôn, như thế kiểu vậy đó. Nhưng mà em mà vui á, vui tại vì á mình giống như được bị phân biệt đối xử luôn nha. Trước đó mình bị chửi quá, vô đây thì được gác nha, được trân trọng, được là em cảm giác là mọi người thích em làm như vậy á. Tại cuộc thi này nữa em không còn run nữa, em không còn sợ cái gì nữa. Em cảm ơn anh rất rất nhiều. Đến với chương trình này và sau khi mà nghe những các bạn thí sinh chia sẻ cái câu chuyện của họ thì mình cảm thấy là thôi sao mà người ta quá nhiều nỗi niềm trong khi mình cũng có, nhưng mà so ra là mình không bằng các bạn. Khi mình buồn mình làm gì thì theo đối với cá nhân của em thì em buồn thì em sẽ không nghĩ tới nó nữa và tới đâu tới để ngày mai tính. Và khi mà buồn quá, ok, xách xe chạy vòng vòng thành phố ngắm cảnh cho đến buồn ngủ thì về ngủ một giấc, ngày mai quên. Nếu mà ngày mai còn nhớ nữa đi tiếp vậy, cứ một trải qua một cái giai đoạn đó thì nỗi buồn nó vơi dần và từ từ nó biến mất tiêu hồi nào cũng hay. Và đó là cái cách của em, cho nên có nghĩa là em nhìn cái chiều hướng đó là cái hướng lạc quan. Chứ còn nếu mà anh buồn thì ai mà không có buồn. Và đến với lại cái chương trình này á, là có lẽ một cái nhân duyên nào đó xuất thân cái nghề nghiệp của mình là giáo viên. Mình đang giảng dạy một cái ngôi trường ở trong thành phố này, và do một cái
biến cố nào đó mà mình không thể tiếp tục đi dạy nữa và đến với chương trình này, và cũng là mình nghĩ đó là một cái phước báo của mình, nghĩa là may mắn là ở sau mà thi vô sơ khảo là được chọn thi tham gia và đến đây, mình nghĩ là rất là vui. Thì cái nghĩa là cái sự may mắn hay là tổ đãi mình, thì rất là cảm ơn, nói chung là rất là cảm ơn và biết ơn cái sự mà yêu thương của mọi người và các bạn thí sinh. Fresh, tốt khỏe mượt tự nhiên từ chiết xuất thiên nhiên. Em tên là Thái Hùng Thiện, là một thành viên của Học viện Cải Lương. Tú Tri biết không, anh nhìn các bạn đây nè, anh rất là ngưỡng mộ. Ít ra các bạn á, buồn thì có, nhưng mà ít ra các bạn kiếm được đồng tiền lo bản thân, lo gia đình. Nhưng mà anh 20 mấy tuổi rồi, 27 rồi mà chưa. Lớn em có 2 tuổi à. Mà chưa được cái gì. Trong khi đó là anh Phúc nói là lực hấp dẫn, xong em cũng cố gắng mà không có hút em gì hết trơn. Ngày xưa là 8 tuổi là mẹ anh ở ngoại là đi mà có mướn rồi, làm cái gì cũng làm, trốn học làm. Làm mà đâu phải lấy tiền, làm hình như là lấy gạo á để ăn á. Khi mà anh biết chuyện rồi đó, anh tự dặn mình phải cố gắng để lo cho gia đình. Nếu mà nói mà trả hiếu cho mẹ suốt cuộc đời này không bao giờ, tất cả luôn không bao giờ trả hiếu được, anh bảo đảm. Chỉ sống sao cha mẹ đừng bận tâm nhiều. Thật sự là anh buồn rất là nhiều luôn á, chứ không phải là chỉ là mình đứng ngồi đây mình kể thôi đâu. Em làm công ty thì em làm được một thời gian là cũng mặc dù làm công nhân nhưng mà rất là tốt. Và chỗ em làm rất là im, lương cũng ổn định. Em quyết định em nghỉ rồi em tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm 2022. Cái điểm em á, em coi một cái là em mừng, kinh khủng mừng. Nó nằm trong bàn tay của em là khi mà được vào ngành rồi đấy. Nhưng mà vì một cái lý do khách quan thôi, là em không có được buồn, kinh khủng buồn. Buồn mà em nói chỉ một tháng trời mới trong cơ quan, không nói chuyện với ai. Rồi khi mà không biết tự nhiên sao nữa, mà anh Dũng anh cho em cái thông tin về cuộc thi này nè. Nếu mà không có chắc là em mất lòng tin thật sự, như Tú Tri nói. Bị nhiều lần quá nó mình mất luôn cái lòng tin. Em thấy ánh mắt của anh ngày hôm nay á, nó đã có niềm vui hơn so với rất là nhiều so với những cái hôm trước. Em chúc mừng anh. Thì hôm nay là anh cảm ơn chương trình rất là nhiều. Em phải thấy ra được bài học thì mình sẽ thay đổi từ cái cuộc thi này nè. Em thấy gì trong cái cuộc đời của em từ cái giai đoạn coi như là em bước chân bắt đầu ra đi học và đi làm? Thì em đã thất bại, em làm lại rất là nhiều lần rồi. Thì em cũng hy vọng là mình sẽ có một lần làm được. Đó là cái việc thất bại, còn cái việc kiên trì với một việc nào đó. Đúng rồi đó. Tại vì nếu mà muốn thành công là anh phải kiên trì. Em chỉ ví dụ nè, ví dụ giống như là một năm em ở Học viện Cải Lương xong em thấy có vấn đề gì đó, em lại tiếp tục bỏ. Bây giờ em hãy thay đổi đi, cỡ nào bị đuổi em cũng phải không, tôi không đi, tôi không đi lại. Dạ cảm ơn chị Bảo Anh. Thật sự là khi mà em kể ra là mọi người thấy à, thằng này sao nó kể thấy đời tội nghiệp quá. Nhưng mà đối với một số bạn á, bạn sẽ nghĩ là à, bạn kiên cường đấy, bạn cố gắng đấy, bạn vấp ngã nhưng mà bạn tuy có buồn có tuyệt vọng nhưng mà bạn vẫn đứng lên. Và em cũng rất là hy vọng mình sẽ đứng lên được. Phúc quan nghĩ giống chị là bạn nên kéo dài một cái thời gian cho một cái thử thách nào đó của bản thân đủ lâu hơn trước khi mà dừng lại một cái gì đó để bước cái tiếp theo. Dạ đúng, giống như lúc nãy em vừa chia sẻ về cái công, về cái đỉnh ngu á. Có nghĩa là mình phải vượt qua được cái giai đoạn là thung lũng của sự thất vọng, mình mới qua được những cái giai đoạn khác. Có nghĩa là bất kỳ khi học bất kỳ một cái vấn đề nào đó cũng vậy mọi người. Học tiếng Anh, học ngoại ngữ, học một chuyên ngành nào đó thì mình luôn có những cái trạng thái tâm lý như vậy trong từng cái khoảng thời gian. Thì vào từng cái khoảng thời gian mình phải nhận biết được là mình đang cần cái gì và mình có thật sự là nên dành nhiều thời gian cho cái vấn đề này hay không. Tại vì dành nhiều thời gian thì mình mới xuống được đỉnh và mình mới lên được thung lũng của sự khai sáng. Cho nên là em nghĩ là anh cũng nên dành nhiều thời gian hơn trong một cái lĩnh vực nào đó thì để mình có biết chắc chắn mình có phù hợp hay không. Fresh, tốt khỏe mượt tự nhiên từ chiết xuất thiên nhiên. Phải nói là Học viện Cải Lương rất là cảm ơn Phúc ngày hôm nay, chàng trai trẻ đã ngồi đây. Nhưng mà những cái câu chuyện thì vô cùng là sâu sắc và đúng là chị thấy là nó hơn cái tuổi của em. Vì có lẽ là em học chuyên ngành về giáo dục tâm lý đúng không? Và hy vọng là em sẽ là như những người bạn của các bạn ở đây, để mình có những cái chia sẻ sâu hơn sau cái thời gian mà mình ngồi trò chuyện với nhau. Có lẽ là chưa nói hết được nhiều những cái câu chuyện của mỗi người. À, đã đến đây thì phải có quà. Đâu, ai là những người tặng quà cho bạn Phúc nè? Mặt kẻ lên em.
Đây là một phần quà từ đơn vị tài trợ vàng của chương trình là nhãn hàng Fresh Top 4 Mượt từ thiên nhiên. Hy vọng là những cái món quà nho nhỏ thôi, một cái cây để em có thể tưới mỗi ngày và nó sẽ lên những cái điều rất là dễ thương trong cuộc sống của mình. Dạ vâng, cảm ơn chị, cảm ơn chương trình. Em chúc cho mọi người, các thành viên của Học viện Cải Lương sẽ có một chặng hành trình thật là tuyệt vời với chương trình và chúc cho chương trình thành công tốt đẹp. Và quý vị thân mến, một lần nữa thì Bảo Anh rất là biết ơn quý vị khán giả đã luôn yêu thương tất cả các thí sinh qua các phòng thi của chương trình Học viện Cải Lương. Và chương trình Học viện Cải Lương là một cái chương trình truyền hình thực tế đầu tiên về cải lương, một bộ môn nghệ thuật đáng để chúng ta có thể gìn giữ và phát huy sáng tạo hơn nữa trong giai đoạn hiện đại. Và bên cạnh đó thì xin được gửi lời cảm ơn đến đơn vị đã thực hiện chương trình này, đó là công ty Thiên Lộc Entertainment and Media. Cảm ơn các đơn vị tài trợ, nhà tài trợ vàng là nhãn hàng Fresh Top 4 Mượt từ thiên nhiên, đơn vị tài trợ bạc là Dragon Capital. Và cũng xin được cảm ơn đơn vị phát hành âm nhạc độc quyền VN đã đồng hành cùng với chương trình Học viện Cải Lương. Còn bây giờ thì một slogan quen thuộc của chương trình trước khi chào tạm biệt tất cả mọi người trong tập phát sóng đồng hành này sẽ là Học viện Cải Lương, nơi tài năng cất cánh. Ra bờ sông như hẹn lứa đôi, mang áo với